Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc sáng thứ ba ngày 23 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và sau đây là những nội dung chính. Quảng Ninh chủ động tích cực trong thu hút vốn FDI với mục tiêu đạt 3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Hải Phòng cũng dành nguồn lực và ưu tiên cho các định hướng hoạt động kinh tế xanh. Du lịch khó có cú hích lớn cho kỳ nghỉ lễ năm nay. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc quý 1, Quảng Ninh xếp ở vị trí thứ 3 trong cả nước về thu hút vốn FDI. Với nhiều tiềm năng lợi thế nổi trội, Quảng Ninh đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường chủ động tích cực trong thu hút vốn FDI với mục tiêu đạt 3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ, giao thông thuận lợi, cùng đa dạng các chính sách ưu đãi. Tính riêng từ đầu năm đến nay, khu công nghiệp Sông Khoai đã thu hút thêm 3 dự án mới với tổng vốn đầu tư hơn 160 triệu USD. Qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chỉ tiêu thu hút từ 1,5 đến 2 tỷ USD trong năm 2024. Chúng tôi cũng đang làm việc với 6 nhà đầu tư đến từ các nước trên thế giới. Và các nhà đầu tư này thì có cái dự kiến là đầu tư vào khoảng hơn 600 triệu đô. Như vậy thì tổng hợp là chúng tôi cũng đã có khả năng là thu hút được khoảng hơn 700 triệu đô cho cái đến thời điểm quý 2 của 2024 này. Và để mà đạt được kế hoạch năm mà 2024 mà tỉnh Quảng Ninh cũng như là lãnh đạo tập đoàn đã giao phó cho công ty thì chúng tôi cũng rất mong là trong thời gian tới tỉnh Quảng Ninh cũng như là địa phương thị xã Quảng Yên lại tiếp tục đồng hành với chúng tôi để đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Năm nay, lần đầu tiên Ban Quản lý Khu Kinh tế phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng, các khu công nghiệp, tổ chức gặp mặt doanh nghiệp FDI, qua đó nâng cao hiệu quả hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, kịp thời lắng nghe, trao đổi những vướng mắc, tháo gỡ cụ thể từng khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong ban và thông tin cụ thể đến các cái doanh nghiệp nằm trong địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc địa bàn quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế. Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục tổ chức các cái hoạt động gặp gỡ, rồi trao đổi, hỗ trợ, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư hạ tầng khu nghiệp, rồi các dự án đầu tư thứ cấp trong khu nghiệp để có thể hoàn thành sớm các thủ tục pháp lý. Để hoàn thành mục tiêu thu hút ít nhất 3 tỷ USD vốn FDI trong năm 2024, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục kiên trì với quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện trong môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế để trở thành điểm đến tin cậy cho các doanh nghiệp FDI. Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư. Theo Bộ Tài chính, trong năm 2024 sẽ có hàng loạt lô trái phiếu giá trị nghìn tỷ đồng đáo hạn. Điển hình như các công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên 7.200 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư Golden Hill hơn 5.760 tỷ đồng. Bên cạnh danh sách các doanh nghiệp, địa ốc có trái phiếu đến hạn năm nay, thì Bộ Tài chính cũng đưa ra danh sách 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu tính tới cuối năm 2023 với tổng số dư là 351.390 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam là Shopee, Lazada, Tiki, Sendor, TikTok Shop đã đạt 71.200 tỷ đồng, tăng 78,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính đã có 766,7 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra. Theo Matrix, nền tảng số liệu về thương mại và điện tử, đây là mức tăng trưởng đầy tích cực vượt xa kỳ vọng bởi theo nhiều dự báo từ cuối năm 2023. Làm đẹp, nhà cửa, đời sống và thời trang nữ là những ngành hàng nằm trong top 3 ở cả doanh số và sản lượng bán. Dự báo trong quý 2 năm 2024, tổng doanh số trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Việt Nam sẽ đạt mức 84,87 nghìn tỷ đồng. Trước xu thế phát triển bền vững đang trở thành tất yếu, Hải Phòng cũng dành nguồn lực và ưu tiên cho các định hướng hoạt động kinh tế xanh. Ủng hộ chủ trương này của thành phố, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã chủ động triển khai các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất kinh doanh.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Nhật Bản này chuyên sản xuất các sản phẩm thiết bị văn phòng. Với định hướng phát triển bền vững, công ty triển khai kế hoạch chủ động một phần năng lượng nhờ hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà xưởng đặt tại khu công nghiệp V-Ship Hải Phòng. Kế hoạch của bên công ty chúng tôi hiện tại bây giờ thì là cũng đang có chương trình đưa cái tấm panel năng lượng mặt trời vào sử dụng và với mục tiêu là sẽ tiết kiệm khoảng tầm 10.000 MW. Năm 2023, doanh thu của chi nhánh Kyocera Việt Nam đặt tại khu công nghiệp V-Ship cơ bản duy trì ổn định. Cùng với việc dịch chuyển một phần sản xuất từ nhà máy ở Trung Quốc về Việt Nam, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát triển dòng sản phẩm mới trong tháng 7 tới. Xác định sản xuất xanh là xu hướng tất yếu, nên công ty đã triển khai tới toàn nhà máy, các bộ phận, thực hành tiết giảm tối đa phát thải khí nhà kính. Nhìn chung cái sản phẩm của công ty chúng tôi so với các cái sản phẩm khác, cái vấn đề mà liên quan đến chất thải thì rất là ít so với các sản phẩm khác. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cố gắng nỗ lực để làm sao mà giảm bớt nhiều nhất các cái chất thải có thể. Hiện tại tập đoàn chúng tôi dự kiến là sẽ xây dựng nhà máy xử lý tái chế các cái sản phẩm để làm sao giảm bớt những cái gánh nặng cũng như là chất thải lên môi trường chung. Công nghiệp xanh, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào quá trình sản xuất bền vững là định hướng được thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm, tạo thuận lợi, kiên định với chiến lược và mục tiêu tăng trưởng xanh. Năm 2023, Hải Phòng đã thành lập Ban chỉ đạo tăng trưởng xanh của thành phố, đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động chuyển đổi xanh, xây dựng nhiều khu công nghiệp sinh thái, tiêu biểu là khu công nghiệp Deep Sea và Nam Cầu Kiền, giảm phát thải CO2, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, khuyến khích lĩnh vực năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, góp phần thực hiện thành công các cam kết của hội nghị COP26. Gần đến dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng du khách về với Điện Biên ngày một đông hơn. Người về thăm lại chiến trường năm xưa, thăm đồng đội, người tìm về để tri ân, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, mảnh đất con người. Nhưng điểm chung đó là niềm tự hào mang tên Điện Biên. Trong dòng người về với Điện Biên những ngày này, có rất đông các cựu chiến binh với những xúc cảm đặc biệt. Có những chiến sĩ Điện Biên đã ở độ tuổi ngoài 90 hay các cựu chiến binh từng chiến đấu ở những chiến trường khác nhau. Họ đến đây với niềm tự hào về một Điện Biên anh dũng và tình cảm đồng đội thiêng liêng. Sau 70 năm trở lại chiến trường Điện Biên Phủ, cái điều tôi cảm động nhất là tôi đến thắp nén tấm nhang lên các đồng đội, đồng chí và kể cả đồng hương của tôi yên nghỉ tại Nghĩa Trang. Lòng tôi quá xúc động, bồi hồi và thực ra là rưng rưng nước mắt. Vì nhớ khi anh em cùng nhau ngủ một hầm, ăn một nắm cơm. Đồi A1, Nghĩa Trang Liệt Sĩ A1. Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ những ngày này luôn có những đoàn người tìm về sự tri ân. Tôi thì tôi khát vọng đến từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp. Và lần này tôi quyết tâm tôi đi thì tự nhiên có một cái đoàn là từ Việt Kiều về thì tôi tham gia luôn. Để ghi lại cho con cháu sau này hiểu được tất cả và cho những tại sao chúng ta lại thắng được Pháp thì mình cũng là một cái niềm tự hào để mình giải thích cho họ và mời Pháp đến du lịch. Bây giờ chúng ta là hòa hợp dân tộc hai bên rồi thì mời các bạn đến xem một Điện Biên đổi mới như thế nào. Mong rằng Điện Biên sẽ trở thành một nơi điểm du lịch và điểm hẹn của một cái gọi là hòa bình của thế giới. Đến Điện Biên dịp này, anh Valessandro Vanivano cùng đoàn du khách Ý đã dành nhiều thời gian xem lại những thước phim tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ, tham quan bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để tìm hiểu về lịch sử và cảm nhận sự thay đổi mạnh mẽ ở mảnh đất huyền thoại. Sau khi sang cái đoạn phim ngắn, tất cả mọi thứ đang bị phá hết, không có một ngôi nhà nào, không có một cái gì hết. Và đến ngày hôm nay thì tôi cảm thấy ở đây rất là phát triển và thấy người dân ở đây rất là thân thiện. Tôi tự hào vì điều đó và tôi thấy người ở đây rất là mạnh mẽ, vâng linh. Tất cả các đất nước phải tự vâng linh từng bước. Với lại kiểu chính bản thân mình phải phấn đấu từng ngày từng giờ và tôi cảm thấy Điện Biên các bạn làm rất là tốt về điều đó. Chiến tranh đã lùi xa, trên mảnh đất Điện Biên Phủ không còn là trận địa với những hố bom, bãi mìn, nhưng những chứng tích của một thời hoa lửa vẫn còn sống mãi cùng với thời gian để mỗi du khách khi về với Điện Biên
đều cảm thấy tự hào. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến công khai đối với dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG. Nghị định này quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG, áp dụng đối với các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư dự án nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG. Theo đó, với các nhà máy điện khí sử dụng LNG nhập khẩu, các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư dự án nhà máy điện sử dụng LNG phải chủ động thực hiện các dự án đã có trong quy hoạch điện theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả thống nhất. Việc các doanh nghiệp phải chủ động đàm phán ký kết và chịu trách nhiệm về các hợp đồng thỏa thuận thương mại. Chính phủ đồng ý nguyên tắc cơ chế chuyển ngang giá khí sang giá điện của các nhà máy điện. Tiếp theo là chùm tin giá cả thị trường đáng chú ý. Năm nay, món gỏi gà măng cụt không còn sốt trên mạng xã hội như thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Song loại quả xanh non ăn giòn nhưng không rõ mùi vị này vẫn xuất hiện tràn ngập chợ với giá bán vô cùng đắt đỏ. Hiện một cân măng cụt xanh có giá từ 80.000 đến 130.000 đồng tùy loại, đắt hơn cả măng cụt chín. Đáng chú ý, măng cụt xanh gọt sẵn giá bán cao lên đến 650.000 đến 850.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 30% so với năm ngoái nhưng vẫn không đủ hàng cung cấp cho khách. Từ Tết đến nay, giá cam sành ở tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận liên tục giảm. Hiện giá cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng 1 kg, giảm 4.000 đồng 1 kg so với dịp Tết. Theo các nhà vườn cho biết, trước năm 2021, giá cam sành thường ở mức 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg, lợi nhuận bình quân 1 tỷ đồng 1 hecta trên 1 năm. Từ đầu năm 2022, giá cam sành bắt đầu lao dốc. Năm 2023, nhiều tháng liền cam sành đứng ở mức giá 5.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân giá giảm là do cam sành hiện chủ yếu tiêu thụ nội địa, chưa có thị trường xuất khẩu. Trong khi đó, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long liên tục mở rộng diện tích trồng cam sành nên cung vượt cầu. Giá cà phê hôm nay tiếp tục giữ ở mức cao trong khoảng 122.500 đến 124.000 đồng 1 kg. Tuần qua, giá nông sản này tiếp tục đi lên khi tăng nóng tới 7.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, đầu năm, giá cà phê chỉ neo ở mức 70.000 đồng 1 kg. Nhưng tới nay, đã tăng nóng lên 124.000 đồng 1 kg. Mức này gấp 3 đến 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái và cao nhất từ trước tới nay. Nguồn cung cà phê được dự báo tiếp tục căng thẳng do tới tháng 7, Brazil mới vào vụ thu hoạch mới. Do đó, các nhà rang xay trên thế giới vẫn trông chờ chủ yếu vào nguồn hàng từ Việt Nam. Chè Vân là giống chè quý sinh trưởng và phát triển tự nhiên tại xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh với hàng trăm năm nay. Với mục tiêu giữ gìn và phát triển thương hiệu chè Vân Bản Sen, gần đây những người dân địa phương và doanh nghiệp đã cùng bắt tay sản xuất, chế biến sâu, nâng tầm chè Vân Bản Sen trên thị trường. Mọc sâu trong những khu rừng tự nhiên, những cây chè Vân Bản Sen cổ thụ này có tuổi thọ lên tới hàng trăm năm tuổi. Theo thống kê của người dân địa phương, hiện toàn xã đảo chỉ còn khoảng 500 gốc chè Vân được tính là chè cổ thụ như thế này. Do phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng nên chè Vân tại Bản Sen không chỉ có hương vị đặc biệt mà còn có chất lượng cao. Trong rừng là tự nó lớn lên thôi, mình không phải chăm bón gì hết, là mình hái về mình làm là tự nhiên hết. Còn đối với những cái cây mà chúng tôi đánh về trồng thì chúng tôi cũng chỉ nằm cỏ thôi, vì nằm cỏ quang thì là nó tự nó lớn thôi, chúng tôi cũng không có chăm bón, không có phân gió gì hết, là chè đây là chè sạch. Trước đây, một năm hai vụ, người dân địa phương cũng từng lên rừng hái chè Vân về để chế biến thành trà khô. Tuy nhiên, do quá trình chế biến phức tạp, sản lượng lại không cao, nên nghề làm trà tại Bản Sen dần mai một. Với mong muốn giữ gìn và phát triển thương hiệu chè Vân Bản Sen, năm 2023, một đơn vị doanh nghiệp đã phối hợp với bà con thu mua chè tươi, đồng thời đầu tư máy móc công nghệ kỹ thuật để sản xuất chế biến, cho ra trà Vân có chất lượng tốt. Khi đưa các máy móc vào thì thứ nhất là về nó đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là cái chất lượng trà nó sẽ đạt được cái tối đa và đồng đều nhất. Máy móc vào thì nó sẽ cân chỉnh được những thời gian. Thứ nhất là về nhiệt độ và sẽ tính toán được cái nhiệt độ phù hợp để sấy, ủ. Cái thứ hai nữa là về công nghệ lên hương thì nó sẽ rút ngắn được về cái thời gian ủ của sản phẩm. Nhờ áp dụng khoa học công nghệ, trung bình một vụ, công ty Trà Vân Bản Sen có thể đạt sản lượng từ 300 tới 500 kg trà khô. Song song với đó, để nâng tầm thương hiệu, các sản phẩm Trà Vân tiếp tục được đầu tư, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như thiết kế bao bì sản phẩm theo hướng gắn với văn hóa, lịch sử thương cảng Vân Đồn. Hiện tại chúng tôi đang trong những cái bước cuối cùng để hoàn tất về thủ tục để đưa Trà Vân Bản Sen ra ngoài thị trường để
làm sao thương hiệu trà Vân Bản Sen gắn liền với giá trị văn hóa, lịch sử của người dân Vân Đồn và làm sao cho mọi người được dùng những cái sản phẩm trà Vân Bản Sen một cách tốt nhất. Trà Vân cũng là một trong những giống cây được huyện Vân Đồn đưa vào đề án phát triển các giống cây trồng bản địa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hiện trà Vân Bản Sen cũng đang được định hướng xây dựng trở thành một sản phẩm OCOP của địa phương. Sau khi có tin kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài 5 ngày, các đơn vị dịch vụ du lịch ngay lập tức liên hệ với các đối tác là các hãng hàng không, cơ sở lưu trú để xin thêm vé và phòng. Tuy nhiên, quỹ vé và phòng để mua thêm là không nhiều. Có lẽ sẽ khó có cú hích lớn cho toàn ngành. Rất gần dịp nghỉ lễ 5 ngày, dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, song lượng khách đặt tour trực tiếp và online vẫn liên tục. Các đơn vị lữ hành cũng gặp khó khăn khi liên hệ với các đối tác để tăng thêm dịch vụ và gặp tình trạng vé bị tăng lên so với thời điểm trước. Khách hàng cũng khó lựa chọn được dịch vụ theo mong muốn. Nhà tôi thì không thích đi du lịch trong đặt tour theo trong nước mà nhà tôi muốn tự túc, mà việc đặt khách sạn thì bây giờ nó cũng hơi khó vì cũng khó book phòng, book vé bay, nên là nhà tôi quyết định là sẽ đi một tour Thái Lan. Theo các đơn vị lữ hành, việc thông báo kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày đến khá muộn. Phần lớn các tour nước ngoài thời điểm này đã hoàn tất, tour trong nước đường bay giá thành cao, do vậy ngành du lịch khó có đột phá lớn về tổng thể. Hiện các đơn vị lữ hành đang ghi nhận lượng khách tăng đến 30% cho các điểm du lịch gần thành phố lớn di chuyển bằng đường bộ. Đột phá lớn trong ngành du lịch thì nó chưa tạo được cái sự bùng nổ. Tuy nhiên với những cái điểm du lịch mà gần với các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng thì nó lại tạo được một cái sự tăng trưởng nhất định vào giai đoạn này khi mà chúng ta có. Với du khách tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân dịp nghỉ lễ này, các đơn vị lữ hành khuyến cáo du khách cần đặt trước dịch vụ, nếu không sẽ xảy ra tình trạng cháy vé, cháy phòng ở điểm đến. Duy trì tổng vệ sinh đều đặn vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, trồng cây xanh trên các trục đường chính, khơi thông cống rãnh là những việc làm của Tổ liên gia bảo vệ môi trường tại các khu dân cư xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn thời gian qua. Mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả trong bảo vệ môi trường ngay từ cơ sở. Đã thành thông lệ, cứ mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, người dân Tổ liên gia bảo vệ môi trường thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng lại tập trung quét dọn đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, chăm sóc đường hoa cây cảnh để thôn xóm thêm sạch đẹp. Nói chung là người dân chúng tôi rất có trách nhiệm với môi trường. Hàng ngày chứ không phải nhắc nhở, riêng nhắc nhở đâu. Hàng ngày, ngày nào cũng phải quét, mà có thậm chí những nhà là cây rụng nhiều ngày còn quét 2-3 lần. Có quyết định thành lập từ năm 2023, đến nay xã Hoàng Đồng có 36 tổ liên gia bảo vệ môi trường tại các thôn khu dân cư. Ngoài ra, tại tất cả các khu dân cư đều có quy chế thực hiện, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường được triển khai và hoạt động thường xuyên. Nhờ đó, ý thức của người dân được nâng lên, tình trạng vứt rác bừa bãi trong khu dân cư đã giảm, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, không còn ô nhiễm môi trường. Thông qua các cái hoạt động của các cái tổ chức hội cũng như là hội viên của từng tổ chức hội tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân cũng như là nhân rộng các cái tổ liên gia ngày một phát triển. Hoạt động của tổ liên gia ở xã Hoàng Đồng đã và đang khẳng định vai trò của các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư trong việc tự giác tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Qua đó, bước đầu hình thành thói quen tốt, phát huy trách nhiệm giám sát và tự giám sát, thực hiện các quy định bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư trên địa bàn. Bản tin Chuyển động Đông Bắc sáng nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tới đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.